trầm lặng giữa không gian nơi đây, sáng nay đã vội buông tiếng chia tay và nhìn thấy em bên anh ta trong lòng anh như đau thêm. Vì có lúc anh hiểu rằng bên sau một người đành phải chấp nhận thật nhiều đắng cay đành phải ân hận. Phần duyên đã không cho cơ may bắt anh phải là một người thế này để gánh bao nhiêu đau thương. Những ngày qua anh ta đã khiến tim em nhạt nhòa, biết sao giờ khi nước mắt vỡ òa vì ai đánh cướp đi cả thanh xuân. Thì ai đánh cướp đi cả thanh xuân.